mà như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc rằng nhờ ánh sáng ha, cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường a chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vật ngậm ngùi khẩn khoản a Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời a nhắm phương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử a có năm thầy tin giữ pháp từ. Đó là nhân kiều trận như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập ma đam mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng a thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni a tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu. Vừa quan năm vào đạo tràng và con có thưa với đạo tràng ngày hôm nay làm việc rất nhiều hơi mệt nên con định thỉnh pháp sư Lai Lai, nhưng mà con thấy ngài đã quan năm vào đạo tràng được rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, giống như mà của Sài Gòn mưa nắng đã đưa lên. Dạ, khi rồi chúng con nghe ngài nói là tuần này ngài sẽ giảng hữu duyên cho sanh và sanh duyên cho lão tử. Dạ, nếu con có nhớ sai thì con cung thỉnh ngài chỉ dạy chúng con sẽ sửa lại. Và bây giờ thì Nhục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học thanh tịnh đạo được an vui thanh tịnh. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn ni Đức Phật. Kính bạch chư thần đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cố gắng học kết thúc phần y tương sinh là mảnh đất cho nội tâm, cho trí tuệ. Hôm nay chúng ta còn hai vấn đề cuối, tức là hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử, sầu bi khổ ưu ai. Cái mệnh đề hữu duyên sanh phá quá phá trì gia cha tí sầm phá quá tí, chữ hữu này nói đúng ra thì nó có hai là nghiệp hữu, sanh hữu. Nghiệp hữu là cái nhân tạo tác để làm ra một cái, tạo ra cái kiếp sống mới gọi là sanh hữu. Ở đây trong duyên sinh, trong y tương sinh,
thì tách hai chữ Uppatti Phapa, sanh hữu gọi là cha tí là sanh, còn cái cầm phá quá tức là nghiệp hữu thì xài cái chữ phá quá thôi. Nhưng khi người học đó, là khi chúng ta nói đến hữu duyên sanh phá quá bá trì già cha tí thì chúng ta phải biết là cầm má phá quá bá trì già bất tín sau vô là nghiệp hữu nó tạo ra sanh hữu, do duyên nghiệp hữu mà sanh ra, mà nó tạo ra cái sanh hữu. Cho nên chữ hữu đầu tiên này là chúng ta phải biết đó là nghiệp, nghiệp luân hồi. Tức là tư thiện hiệp thế và tư bất thiện gọi là nghiệp hữu. Hay chúng ta gọi nghiệp hữu tức là cái điều kiện để tạo thành. Còn chữ sanh, cha tiếng, tức là chỉ cho sanh hữu. Uppatti Phapa là sự hiện khởi của tâm quả và sắc nghiệp. Cái đó gọi là quả luân hồi. Cái nghiệp hữu chúng ta đã nói lần trước, khi chúng ta nói thủ duy cho hữu thì hữu đó là thân nghiệp hữu, khổ nghiệp hữu, ý nghiệp hữu. Còn bây giờ chúng ta nói nhiều về sanh cha tiếp mà do nghiệp hữu tạo thành đó. Thì khi mà hiện khởi tâm quả và sắc nghiệp, khởi đầu gọi là sanh hữu, khởi đầu kiếp sống, thể sinh có hai loại: nam mắt cha tiết là danh sanh, là sự sinh khởi của tâm và tâm sở, sắc sanh hoặc rupa pa cha tiết là sự sinh khởi của sắc nghiệp. Cái đó chúng ta nói sanh nói theo hai loại. Còn nói theo ba loại đó thì chữ cha trí này được gọi là ngũ uẩn sanh. Panchakantha jati tức là cái sự tái sanh có đủ sắc quẩn, thọ quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Hai là thức quẩn sanh chattukkhantha jati là sự tái sanh trong cõi vô sắc, chỉ có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn mà thôi. Còn nhất quẩn sanh ê các khăn thái trà tí là sự tái sanh cõi vô tướng, nó chỉ có sắc quẩn mà thôi. Bây giờ nói đến sanh trà tí mà phân theo bốn loại
tức là loãng xanh Andachat cha tiết, loài xanh từ trứng nở ra thai xanh cha là cũng chết cha tiết, loài xanh ra từ dạ con chui ra khỏi bụng mẹ đã thành con. Còn thấp xanh xanh xê đã chết cha tiết, loài sinh ra từ cái môi trường ẩm thấp. Do cái ấu trùng nó được hấp thụ nó thành con nhộng hay con kén, và cái trứng nó biến thành ấu trùng, ấu trùng thành nhộng kén, rồi cái nó được hấp thụ vài bữa cái nó nở ra thành con bướm vân vân. Thì vậy gọi là thấp xanh. Còn quá xanh Upapa Thích Cách Cha Tí là loài xanh do tự nhiên quá hiện ra, như là các hạng dạ xoa Atula hay là chư thiên vân vân, cái đó gọi quá xanh. Thì ở đây đó, dù xuất hiện ở sanh hữu nào, sanh loại nào cũng đều do tạo. Như Đức Phật đã thuyết, Kamuna Vataki Loko, chúng sanh thế gian diễn biến do nghiệp, những tiếng do nghiệp, hoặc là cam măng sa tê bút phát cho tí giới đi năng hi nắp bánh y tai cho tí. Nghiệp phân loại chúng sinh có xấu hoặc tốt. Thì bây giờ có hỏi rằng thử duyên sanh bằng cách nào? Ở đây hữu duyên sanh bằng hai cách, là dị thời nghiệp duyên và thượng cận nghi duyên. Như thế nào? Hữu duyên sanh bằng dị thời nghiệp duyên, tức là nghiệp hữu tư thiện, tư bất thiện, nghiệp thế làm chủng tử, sau tạo ra sanh hữu luân hồi, tức là tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp, chúng ta gọi là cái nghiệp báo nhân quả. Ở đây khi mà chúng ta nói đến cái nghiệp dị thời đó, thì chúng ta phải nhắc đến ba cái loại nghiệp nó trổ quả theo cái thời gian. Cà lăng có xin á, có những cái nghiệp hữu chúng sanh tạo bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, tốt hoặc xấu, thiện hoặc ác ngay trong hiện tại, thì nội trong ngày hôm đó hoặc là nội trong 7 ngày nó sẽ trổ sanh quả. Đây gọi là hiện báo nghiệp Upapaccha Vedanijjakamma. Một người thợ săn khi họ nhẫn tâm giết hại ba con khỉ con khỉ em, họ nói rằng anh lớn, anh khỏe mạnh, anh hãy sống để mà nuôi dưỡng mẹ
rồi cái nó ra nó đứng đón ở cái đầu mũi tên, mà thời xanh bắn chết con khỉ em chết rồi, cái lắp cung thứ hai, lắp mũi tên thứ hai bắn thì con khỉ lớn nó ra nó hứng cái mũi tên đó cho mẹ sống. Nhưng rồi người tội săn bắn luôn cả khỉ thứ ba là khỉ mẹ. Rồi trói gô lại, dắt đem về nhà. Thì khi mà về đến nhà thì nhà của người ta thình lình bị cháy, và anh ta ném ba con khỉ xuống đất, rồi anh ta chạy vào nhà để cứu lấy vợ con. Nhưng lúc đó một cái xà ngang của ở trên ngạch cửa nó bị cháy rớt xuống và nó đập vào đầu anh ta, quỵ xuống đất chết tại chỗ, chết sanh xuống địa ngục. Đức Phật Ngài kể câu chuyện đó để cho biết rằng cái này là cái hiện báo nghiệp, cái tâm ác quá. Rồi cái hiện báo nghiệp mà của thiện đó, như là thời hiện tại thì Đức Phật có bác thợ cài tên gọi là Buddha, là cái người cài ruộng thuê mướn cho tưởng giả các cô độc. Một hôm thợ cài Buddha trông thấy tôn giả Sariputta đi khất thực, thì bác dừng gài lại để lên trên bờ và thỉnh ngài ngồi dưới gốc cây và phục vụ cho ngài bữa ăn. Cái bữa ăn đó của ngài Xá Lợi Phất là đi đến đây là do thức ăn của bà vợ của Buddha, vì bà nấu cơm cho chồng đem ra giữa đường gặp ngài Xá Lợi Phất và phát tâm quan hỷ và cúng dường hết cái phần ăn đó vào trong bát, rồi bà trở về và nấu thêm để mà đem ra cho chồng. Thì bà cúng dường trước như vậy, đến khi ngài đi ngang qua thửa ruộng thì ông Buddha đó, ông thỉnh ngài ngồi dưới gốc cây để ông phục vụ bữa ăn. Ông cũng chưa hay biết gì, mãi đến một lúc sau này, sau khi ngài sẽ lại phát ăn xong, ngài cũng chúc phước báo rồi ngài đi về. Thiện Buddha ngồi ông chờ, bà vợ đem cơm ra trễ mới từ xa mới nói: ông nên tùy hỷ phước, vì phần ăn của ông tôi đem đến sớm, nhưng mà vì dọc đường gặp tôn giả Sariputta tôi đã đặt bát cúng dường hết rồi, cho nên phải nấu muộn, nấu phần sau không muộn. Thì ông ta nghe như vậy, ông ta rất là hoan hỷ, ông ta tùy hỷ phước. Và ông ta cũng nói cho bà biết là khi nãy ngài Sariputta ngài có đi ngang qua đây, tôi có phục vụ bữa ăn cho ngài, sắp xếp chỗ ngồi, nước uống và tâm sữa răng cho ngài thọ thực. Ngài mới đi về, hai vợ chồng tùy hỷ phước với nhau vậy. Rồi ông Buddha nằm xuống trên đất và gối đầu trên đùi của bà Buddha ngủ trưa. Và khi mà ông thức giấc á, lớp cửa khỏi xế chiều thì cái thửa ruộng của ông ta cài bóng sáng nó trở thành vàng hết. Vua mới cho người đến để chở về
hoàng cung và phong chức cho ông Bồn Nát trở thành một đại bá hộ Mahasethi. Cái này chúng ta gọi hiện báo nghiệp thiện. Nhưng mà cái hữu duyên sanh đó, thì cái này nó thuộc sanh báo nghiệp Uvapachaveriyakamma, tức là nghiệp hữu tạo ra đời này sau khi mệnh trung nó sẽ tạo ra cái sanh hữu mới với cái tâm tái tục khác. Thì trong cái thời điểm mà tử tâm vừa kết thúc, nó trợ vô gián duyên cho cái tâm tái tục sinh khởi, và tâm tái tục này là quả của nghiệp hữu ngay trong đời này, thì cái đó chúng ta gọi là nghiệp hữu duyên cho sanh, sanh hữu. Thì cái đó là trợ bằng cách là người dị thần nghiệp duyên. Còn bây giờ khi nói đến hữu duyên sanh bằng thường cận cái duyên đó, tức là đang khi tạo nghiệp có sự thiết tha và mong mỏi như vậy như vậy, làm sức mạnh đưa đẩy cho nghiệp tạo quả. Thưa quý vị, trong cái bốn loại nghiệp, tức là sanh nghiệp, trì nghiệp, thì chính cái thường cận y duyên đó, nó sẽ trở thành cái trì nghiệp để nó duy trì cái sanh nghiệp cho được tồn tại. Thí dụ như một người do cái nghiệp hữu tốt mà họ tái sanh vô vào ở trong gia đình bằng cái tâm quảng tường trí thọ hỷ vân vân, thì lúc bây giờ do cái thường hưởng y duyên trong đời quá khứ mà họ tạo cái nghiệp hữu thiện, mà họ có cái sự mong mỏi, có sự thiết tha mong sao trong tương lai kiếp sau ta sẽ được giàu có tài sản, giàu giàu vân vân. Thì khi mới sinh ra làm sao có tài sản được? Cho nên chính cái thường cận y duyên mong mỏi đó mà nó duy trì cho đứa bé đó khi mà lớn lên thì cũng có tài sản lớn, tài sản nhiều do cái sự mong mỏi, do cái thường cận y duyên. Cho nên ở đây cái sự tương quan giữa thường cận y duyên và cái vị thời nghiệp duyên đó, nó cũng quan trọng lắm. Đương nhiên khi mà chúng ta muốn thí thì đời sau chúng ta được giàu có, nhưng mà cái người muốn thí, người cúng dường chư tăng chẳng hạn, họ có thói quen là họ hay lựa chọn những cái tốt, những cái quý nhất, những cái ngon nhất để họ cúng dường đến chư tăng. Hoặc là họ thấy chư tăng dùng ít, họ nài nỉ chư tăng dùng thêm thêm nữa. Cái đó cũng là cái tạo thành cái thường cận cái duyên. Thì khi mà họ bố thí cúng dường thì sao được giàu có? Và nhờ cái thường cận cái duyên họ nài ép chư tăng thọ thực thêm, họ không có tiếc, thì như vậy cái tài sản của họ nó có gấp đôi gấp ba nhiều. Như bà Quý Sư Kha, tiền thân của bà là phước cúng dường đến chư độc giác, hay là đến cái thời kỳ mà Đức Phật Kassapa và làm phước đến chư tỳ kheo, và hay nài ép để dùng thêm quan hỷ gì. Cho nên ngay trong hiện tại, mặc dù bà nghiễm nhiên là con của ông bá hộ
thành cái giá rồi. Nhưng mà đến trường bà đi lấy chồng, cái khổ hồi hôn môn, cha chỉ cho bà có 1.000 con bò thôi. Nhưng mà đến trường mở cửa chuồng bò ra thì nó chạy theo, nó tuôn chuồng, nó sống chuồng nó tuôn ra cả 3-4.000 con vậy đó. Thì lúc bây giờ người nhà mới hỏi ông trưởng giả có nên rượt đuổi nó quay trở về chuồng hay không. Thì bà hộ nói cái phước của con gái ta thì hãy để cho nó đi theo gái ta. Rồi sau này Đức Phật Ngài mới kể lại cái câu chuyện là do cái thường cận nó duyên đời trước là phước, hay có cái sự nà ép thêm nữa, cho nên cái thường cận nó duyên đó mà tài sản nó phát sinh dồi dào thêm lên. Lẽ ra thì phước phát sinh cái đó mình buôn bán chỉ lời một thôi, nhưng mà vì do cái thường cận nó duyên hồi trước mình hứa cúng dường đến chừng đó, chừng ấy vậy, nhưng mà đến chừng cúng dường nhiều hơn, dồi dào hơn nữa, cho nên cái thường cận y duyên đó mà bây giờ làm chê ăn thiệt, bỏ vốn ra một lời tới 10 đúng thôi. Cái này ở trong kinh Tăng Chi Bộ mà Đức Phật ngày dạy cho tôn giả, ngày thuyết cho tôn giả Sa Lợi Phất nghe như thế. Cho nên cái hữu duyên sanh đó nó có hai trường hợp là vị thời nghiệp duyên và thường cận ý duyên như thế. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái mệnh đề cuối cùng là do sanh có già chết sầu quy khổ quay. Già chết sầu vi cơ u não, có mặt do duyên sanh mà ra. Già chết sầu vi cơ u não đã được giải thích ở trong Khổ Đế, chúng ta đã học qua rồi đó. Già là cái sự cằn cỗi của sắc pháp, chết là cái sự biến hoại của mạng quyền, là cái thân không còn cái tâm thức. Còn sầu tức là cái sự buồn bực, thất vọng. Còn chữ bi là cái sự than vang. Khổ tức là cái sự đau đớn. Ưu tức là khó chịu, âu lo. Còn nào là sự khóc lóc. Nói chung là trong cuộc sống của chúng ta thì ngoài cái chuyện cái thân này bị già bị chết, trong đời bình nhật chúng ta còn có những cái chuyện sầu, những chuyện bi, chuyện khổ, chuyện ưu não. Thì già chết sầu bi khổ ưu não đó có là do cái gì? Thì ở đây có là do duyên, do duyên sanh. Vì có sanh ra cha tiếp nên mới có già chết sầu bi khổ ưu não. Khi không có sanh thì không có mặt già chết cùng với sầu bi khổ ưu não. Vậy mới gọi là sanh duyên cho già chết sầu bi khổ ưu não. Đúng ra thì sanh chỉ duyên cho già chết, cha tiếp bất chạy già cha ra mất năng thôi. Còn các thứ sầu bi khổ ưu não có mặt là do ám ảnh già chết. Kẻ phàm phu ngu si bị sầu khổ vì tình trạng già chết, và không bị già chết thì cũng vì có nỗi đau đớn khác như là suy sụp tài sản và quyến thuộc, vân vân.
Nhưng bệnh đề sanh duyên già chết sầu bi khổ ưu não lấy thêm sầu bi khổ não để làm tiền đề duyên cho vô minh, như vậy mới khép kín thành bánh xe luân hồi. Ta có chắc cái điểm này chúng ta phải nhớ. Nếu mà chỉ chặn ngang ở chỗ là sanh duyên già chết, cha kiếp bất trì gia cha ram bá năng, thì như vậy già chết làm sao duyên cho vô minh được? Cho nên già chết phải lấy thêm trong cuộc sống là sầu bi khổ não, nó mới làm tiền đề để duyên cho vô minh. Sanh duyên cho già chết sầu bi khổ não chỉ bằng một cách là thường cận hay duyên thôi, tức là cái hiện tượng sanh ra rồi nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại lâu ngày. Được 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, bắt đầu 40, 50, bắt đầu già, rồi bệnh, rồi chết. Thì như vậy, tất cả đều là do bác tôi vấn đề sẽ giáp với giá là thường vận cái duyên. Còn vấn đề sầu bi khổ não, duyên cho vô minh đó, so ca đi avuccha siddha, mặc dù nói vô minh duy nhân hành, nhưng vô minh không phải là khởi điểm của bánh xe sanh tử. Vì vô minh được thiết lập bởi do sầu bi khổ u não. Sầu bi khổ u não không tách rời khỏi vô minh. Sầu bi khổ não được thấy nơi người mê muội, những thứ này sanh khởi là vô minh được thiết lập. Khi mà chúng ta buồn khổ khóc lóc thì cái đó là do vô minh và tạo ra vô minh. Đây chính là bánh xe sanh tử luân hồi không có khởi điểm. Khi bắt đầu nói cái pháp duyên khởi thì trình bày trước là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc. Người ta tưởng vô minh là đầu mối duy nhất. Đó chỉ là trình bày một cái pháp khởi nguồn và than nó thầm mắt. Và nên biết rằng vô minh vẫn còn có tập khởi samudaya, sầu bi khổ u não. Duyên cho vô minh chỉ có một cách là thường cận hay duyên. Là như vậy cái bánh xe luân hồi đừng khép kín nữa. Khi mà chúng ta học đến đây đó, thì lẽ ra là chúng ta học đủ, nhưng mà vì ở trong tịnh đạo còn nói thêm chi tiết về y tân sinh, cho nên chúng tôi cũng xin trình bày đại khái cho quý vị nghe để chúng ta biết. Nhưng mà chắc trình bày đại khái thế này quý vị không nhớ. Bánh xe luân hồi có 12 căn, tức là 12 chi vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử. Mười hai chi ăn gá duyên sinh này cần phải hiểu ra sáu vấn đề là ba thời á tha, bốn yếu lược sanh thi bát, 12 hành tướng a kara, ba tục đoan sanh thi, ba luân hồi quá tá, hai căn gốc lá, sáu vấn đề ấy như thế nào. Ở đây từng phần các Phật tử chúng ta khó nhớ, cần phải nghe lại. Trước hết là chúng ta nói ba thời, gọi là Attha hay Kala. Thì duyên sinh
phân theo ba thời kiếp sống là quá khứ, Atita, hiện tại, Vajrapana và vị là Anagata. Giờ khỏi đọc, chúng ta khỏi học Pali. Hôm nay như ở trong room lớp Phật pháp, quý Phật tử chúng ta xin bắt quan để chúng ta sẽ kết thúc sớm để quý vị thọ bát. Cảm ơn quan. Chúng ta chỉ nói đại khái như thế này: trong 12 duyên sinh đó thì vô minh và hành nó thuộc về thời quá khứ. Thức duyên sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, tám chi này nó thuộc thời hiện tại và sanh lão tử, hai chi thời vị lai. Còn bốn yếu lược á, từ duyên sinh phân thành bốn yếu lược theo nhân quả ba thời, tức là nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả vị lai. Vô minh và hành là nhóm nhân quá khứ. Thức danh sắc lục nhập xúc thọ là quả hiện tại. Ái thủ hữu là nhân hiện tại. Sanh lão tử là quả vị lai. Còn 12 hành tướng tức là năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả vị lai. Nhân quá khứ thì Đức Phật đã thuyết có hai là vô minh và hành. Nhưng mà trưởng lão Sariputta ngài nói thêm, trong vô minh hành, trong vô minh đã có ái và thủ. Vì do vô minh nên khao khát ái, đã khao khát thì chấp thủ, và trong hành thì đã có mang tính là nghiệp hữu dẫn đi tái sanh. Bởi thế nhân quá khứ vô minh hành cũng bao hàm là ái thủ hữu. Như vậy là hành tướng quá khứ có năm, còn quả hiện tại Đức Phật đã thuyết có năm là thức danh sắc lục nhập xúc thọ là hành tướng của quả hiện tại. Còn nhân hiện tại ngài thuyết có ba là ái thủ hữu. Nhưng trong ái thủ có vô minh và nghiệp hữu là hành, cho nên hành tướng nhân hiện tại có năm là ái thủ hữu vô minh và hành. Mà ngài hòa thượng Định Sự ngài nói là gốc và ngọn quả vị lai thì ngài thuyết có hai là danh là sanh lão tử. Nhưng hành tướng của sanh và lão tử tức là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, sự sanh khởi của năm pháp này gọi là sanh, sự cũ kỹ của chúng gọi là già, và sự hoại diệt của chúng gọi là chết. Như vậy hành tướng quả vị lai có năm: thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Còn nói đến ba tục đoan, tức là ba mối nối giữa nhân quả trong duyên sinh, hành thức, tức là hành duyên thức là mối nối giữa nhân quá khứ quả hiện tại, thọ và ái, tức là thọ duyên ái là mối nối giữa quả hiện tại với nhân hiện tại. Hữu và sanh, hữu duyên sanh là mối nối giữa nhân hiện tại quả vị lai. Còn khi mà nói đến ba thời, ba luân hồi đó, quá tán, thì là phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Ba luân hồi khiến cho bánh xe lăn trơ mãi không ngừng. Phiền não luân khi lên sáu quá tán là vô minh, ái và thủ. Nghiệp luân là cam quá tán,
là hành và hữu quả luân quý ba của quả tác là thức danh sắc lục nhập xúc thọ sanh lão tử sầu bi. Chính phiền não duyên cho nghiệp được tạo, nghiệp duyên cho quả được hình thành, tức là vô minh phiền não duyên cho hành là nghiệp, hành nghiệp duyên cho thức vân vân quả. Rồi ái thủ là phiền não duyên cho hữu là nghiệp, hữu duyên cho sanh. Và chết sầu vi câu não thì vậy đó là quả. Còn chúng ta nói về hai căn gốc mù lá thì ở trong duy sinh đó, chúng ta chú ý ở hai căn, hai cái gốc của cái như này là vô minh và ái. Hai pháp này là gốc rễ bên xe luân hồi. Về xuất xứ từ quá khứ thì vô minh là gốc, thọ là ngọn. Vì vô minh trợ hành, hành trợ thức danh sắc lục nhập xúc thọ quả luân. Còn về sự tiếp tục ở vị lai thì ái là gốc, già chết là ngọn. Vì ái rồi thủ trợ cho hữu, hữu trợ cho sanh già chết là quả luân. Như vậy chúng ta đã học xong về tập nghĩa nhân duyên. Thì ở trong những cái phần kế tiếp, tôn giả Vô Thập Cô Xá ngài trình bày về năm tịnh là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo với đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh. Thì ở trong đó, đó có những vấn đề mà nó có liên quan đến quẩn xứ, giới đế, quyền rồi y tương sinh, chứ không phải là kiến định nó đủ hết sáu cái mảnh đất đó, hay là đạo phi đạo tri kiến định nó đủ sáu. Nó tùy theo chỗ mà nấu. Cho nên chúng ta cứ học quẩn xứ, giới, quyền rồi đế, y tương sinh, chúng ta học sẵn để đó. Khi chúng ta biết rõ các pháp này, cái nguồn gốc này, thì chúng ta sẽ qua đến cái phần tuệ, tu tập tuệ như thế nào thì tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Và chúng tôi cũng xin báo tin nhỏ nhỏ cho quý vị nghe là cái quyển Thanh Tịnh Đạo Giảng Lược thì chúng tôi soạn mới có sắp xỉ tới đây cho nên ở trong tuần tới mà chúng tôi soạn tiếp tục có nữa thì chúng tôi dạy nữa, còn nếu không thì quý vị chịu khó tốt nghiệp hơi sớm một chút xíu. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc của báo Từ Rừng để Thượng Tọa qua bên kia và truyền giới cho chư Phật tử trong lớp Phật Pháp Bích Thật Thầm Á. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Quan tổ sắp âm mang lang ra khăn tổ sắp bề đề quan tổ sắp âm bút đang nội hòa quen nơi sa đa so thị phong quanh chú tê quan tổ sắp âm mang lang ra khăn tổ sắp bề đề quan tổ sắp âm hầm ma nội hòa quen nơi sa đa so thị phong quanh chú tê bà quan tu sắp bẩm mạng cái lăng rác khăn tu sắp bê đê quan tu sắp bẩm sang kha nữ phá quên sa đà so thị bà quan tu tê
tất cả các báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự.